Rồi, lên máy cho anh em rồi thì anh em cứ bảo là Sơn lên các lô băng cối thì em bán lô băng cối bán liên tục bao nhiêu đời nay rồi. Thì lần này lại tiếp tục bóc lô nha, một ngày mục tiêu bán vài lô là đủ công một ngày làm việc. Bây giờ em lại lên tiếp cho anh em lô. Anh em mua cho em 5 cuốn, 10 cuốn trở lên nhá. Chứ còn mua một hai cuốn thì chả ai gọi là bán lô cả. Bán lô tức là bán đổ đống, bán sỉ, bán cho anh em thầy thợ, anh em vọc sĩ cứ về thế là ghi thôi. Bọn em vẫn làm băng từ các cái lô này cả thôi. Đấy, cho nên là nói trước cho anh em trong cái lô này nhá. Kiểm tra qua thì có hai cuốn có nhạc này, có đánh dấu này. Có đánh dấu anh em này, hai cuốn là có nhạc nhá. Tuyệt vời luôn. Hai cuốn là có nhạc nhá, Scott Gan Ga này, hai cuốn có nhạc đánh dấu riêng này. Là băng đẹp nha, mở cho anh em xem bản lô và mở cho anh em xem 4 cuốn ạ, 5 cuốn ạ, 6 cuốn ạ, 7 cuốn ạ, 8 cuốn ạ, 9 cuốn ạ, 10 cuốn ạ. Nói chung là băng, anh em yên tâm, băng bản lô bản xì đồ đống như thế này là quá đẹp rồi. 10 cuốn ạ. 10 cuốn, lô 10 cuốn đi. Rồi, cuốn này lẻ lẻ cho luôn, 11 cuốn. Đấy. Anh em nhá, 11 cuốn này. Đó ạ, 11 cuốn này. 11 cuốn, 11 cuốn, hai cuốn đã có nhạc. 11 cuốn. Được chưa? 11 cuốn. Bày ra đây luôn cho anh em nhìn. Ruột gan thì em đã quay rồi. Đấy 11 cuốn. 11 cuốn này, hai cuốn đã có nhạc này. Bán sỉ lẻ thì nói thật bán lẻ là phải giá khác anh em nhá, bởi vì bán lẻ mất công ship lắm. Em bán cứ lô 5 cuốn đến 10 cuốn trở lên. Lấy 10 cuốn này em tặng một cuốn nữa ta thành 11 cuốn. Tóm lại cái lô này 11 cuốn đi. Lô này 10 tặng 1, 10 là được 11 cuốn. Em lấy giá 1 triệu 686 nghìn mà bao ship. Anh em nào nhanh nhanh chân thì chốt nha, 1 triệu 686 nghìn 11 cuốn băng cối 7, hai cuốn đã có nhạc này. Đấy, bán sỉ lẻ rồi bán đổ đống rồi thì anh em cứ thế về mà vọc nhá.